Ok, cô quay clip rồi. Đây, cô hướng dẫn bàn trên hình. Đúng không? Trên hình nè. Đây. New file. Image demo ha. Đây, trên các bạn trên một hình. Ok. Thì bây giờ như này, cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ chỉ cho các bạn cách các bạn bố trí một cái phần tử này một trong một cái phần tử kia. Trước tiên thì cô sẽ giới thiệu các bạn cách chèn hình đã. Cái thẻ mà để chứa hình á là thẻ IMG ha. Image. Thẻ này mà muốn chèn được hình vào thì nó phải có cái thuộc tính, gọi là thuộc tính nha. SRC nó viết tắt của là source. Ok. Và trong này các bạn phải chứa cái đường dẫn hình. Thì bây giờ hình các bạn muốn mà để hình vào chính xác, đúng không ạ? Chính xác đưa hình vào cái web của mình mà nó không bị lỗi thì các bạn nên tạo một thư mục hình. Được chưa? Tạo một thư mục chứa hình. Được chưa? Và để hình vào đây. Để hình vào trong cái thư mục này. Ok. À, giả sử cô muốn hiển thị cái rows không, đúng không ạ? Cái hình thì các bạn đưa đường dẫn, các bạn nhìn nè, cái file của cô á hiện tại nó đứng 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 cung cấp với cái thư mục image, các bạn có thể mở ra các bạn coi. Đây các bạn coi nhé. Đây thì cái file của cô nè, nó đứng cung cấp với cái thư mục image, cho nên muốn truy xuất vào một cái hình, trời trời trời, muốn truy xuất vào một cái hình mà nó nằm cái con chuột đây, truy xuất vào một con hình mà nó nằm ở phía trong cái thẻ này, bất kỳ cái hình nào, hình không, hình một, hình hai, thì cái đường dẫn của ta sẽ là như thế này. Ta dùng cái đường dẫn, dùng cái đường dẫn tương đối là ta sẽ truy xuất nó, vì nó ngang hàng cho nên tôi gọi trực tiếp cái tên thư mục là image. Được chưa? Xong đấy tôi mới trỏ tới tên, đây đây tên hình, được chưa? Đấy tên hình và đóng lại đó. Thì các bạn là chạy lên, các bạn sẽ ra được cái hình, ra được cái, chạy được cái hình này, image demo, được chưa? Đấy, nếu các bạn trỏ thư mục sai thì hình này nó sẽ không được hiển thị. Nếu mà các bạn trỏ thư mục sai thì cái hình này sẽ không được hiển thị đó. Và cách nữa là thứ hai, nó các bạn chấm sẹt nó cũng ra nữa. Chấm sẹt nó tương đương với không có gì, đúng không? Nó cũng đúng, chấm sẹt nó cũng đúng, được chưa? Thì cái cần nhất là bây giờ chúng ta không phải là hình gì mà chúng ta phải trỏ tới đúng cái đường dẫn của hình, đúng cái đường dẫn của hình. Ok, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ bố cục cái hình nha. Này, định dạng cái hình nè. Bây giờ các bạn trong hình thì có thuộc tính là thuộc tính width và height. Đúng không ạ? Width và height. Và height. Đấy. Là height tức là bây giờ các bạn để là ví dụ như là để 300 pixel. Hay là để 500 pixel chẳng hạn. Đó. Thì nó được hiển thị theo cái width và cái height mà các bạn đã đặt. Đúng chưa? F5. Đấy, nó thay đổi chưa? Đúng không ạ? Thay đổi. Ok. Rồi. Thì cái này là hình nguyên thủy của nó. Các bạn có thể dùng shape F để các bạn định dạng cái kích thước các thứ cho cái hình bằng cách là các bạn dùng cái shape F. Ví dụ các bạn có hai cách, nhiều cách để truy xuất. Một là các bạn dùng cái shape F là để tên hình, để tên thẻ. Hay là các bạn tạo class
hoặc là tạo ID để các bạn truy xuất vào hình. Đó, cách nào cũng được. Thì cô để là image. Đây, cái này width hay width. Cái này cô để là 200 pixel. À, vì như thế cô để là 300 pixel như vậy. Chạy ha. Đấy, nó thu nhỏ cái hình lại. Ok. Được chưa? Rồi. Rồi các bạn ngoài ra có thể là tạo đổ bóng, rồi là tạo border cho hình, ví dụ như là tạo viền là border. Thì cái này là nằm ở trong thuộc tính của CSS chứ không, nó không nằm trong thuộc tính của cái này. Ở đây các bạn đưa cái border nó không có. Đúng không ạ? À, nhiều cái mà cái thẻ gốc nó không có các đầy đủ thuộc tính để các bạn định dạng thì các bạn dùng CSS. Mà tốt nhất là dùng CSS thì nó sẽ tiện lợi hơn. Đúng không ạ? Này thin solid. Rồi cái này các bạn để là green. Đấy. Thì nó sẽ tạo cái viền. Cái viền của hình. Đúng không ạ? Cái viền của hình. Ok. À, và các bạn có thể tạo đủ bóng, tạo gì đó là tùy mình thôi. À, bo góc là border, à, radius như 10 pixel. Đây, bo góc cho cái hình. À, thấy hình đẹp chưa? Ok. Bo góc cho hình. À, hoặc là các bạn có thể đủ bóng là box shadow. À, shadow 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel. À, gray như vậy. Đấy, tạo đổ bóng cho hình. À. Đấy, thế thôi. Tự nhiên là thiết kế đẹp được chưa? À, có hỏi gì nữa không? Hình. Lấy hình. Lấy hình quan trọng nhất là các bạn phải cho lấy được cái hình ra. Lấy hình ra thì phải đúng đường dẫn. Đúng đường dẫn thì các bạn phải hiểu là cái hình nằm ở vị trí nào. Tốt nhất là copy vào thư mục. À, copy. Copy vào đúng cái thư mục web của mình. Trong thư mục web nên tạo một cái thư mục image. À, image đây. Được chưa? Image đây. Image đây thì tạo đấy thì các bạn cái file các bạn ở phía ngoài này các bạn truy xuất vào nó sẽ dễ. Tức là nó không có bị lỗi, ít bị lỗi. Còn hình các bạn đặt ở đâu đấy xong các bạn gọi vô rất dễ bị lỗi. Đúng không ạ? Đó, thì vừa demo một cái hình xong. Được chưa? Dễ mà. Gì đâu. Rồi, có ai đã có hỏi gì không? Có hỏi gì nữa không? Thin dot red dot thật là gạch 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 gạch. À, đây cái đây bạn muốn dot thật thì dot thật đây. Cái này là thin là kích thước, tức là cái kích thước của border. Thin là tương đương khoảng 1 pixel. Đúng rồi, medium 2 pixel. À, và là cái thick. Thin là nhỏ, thick là bự, đúng không ạ? Là khoảng tầm 3 pixel. Rồi dot thật, đây là kiểu solid là kiểu liền. À, dot thật là kiểu chấm chấm chấm. Đúng không? Còn cái này là màu, màu sắc. Cái này là các bạn để là dotted. Đây, dotted nè. Double là viền đôi. Đó, dotted. Thì nó sẽ là kiểu gạch, 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 gạch. Đúng không ạ? Gạch, gạch, gạch. Đây, chấm, 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 chấm. Còn gạch ngang là dash. À, gạch ngang là dash. Dash. À, gạch ngang là dashed, là gạch 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 gạch. Đây, gạch 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 nó khác với chấm nha. Đấy, như vậy thôi. Ok rồi, thì đó là hình. Rồi có ai hỏi hình gì nữa không? Rồi bạn Khải Ngọc Khải Nguyễn Khải, ok chưa? Ngọc Khải đâu? Đã hiểu chưa? Rồi, ok. Rồi, trong cái bài assignment ai hỏi gì cô không? Trong cái bài assignment, assignment hỏi gì cô không? Tắt camera nha. Rồi, assignment có hỏi gì cô không mấy đứa ơi? Chát hoặc là nói lớn lên. Không, không hỏi gì là cô. Dạ không. Ghê vậy. Mày đến đây giỏi dữ vậy. Rồi. Nếu không có gì thì cô sẽ mở bài ra giải tiếp ha.
Thế là đúng ra là các bạn thảo luận đấy, mà tại vì học cái này thì là tôi toàn độc thoại một mình thôi. Mấy bạn ngủ hết rồi rồi. Tôi đoán vậy. Tương tác đi mấy đứa ơi. Web. À đâu bên này chứ. Web. Rồi. Bài chúng ta hôm nay là bài 8 hay bài 9 ta? Thiết kế form, position menu xong rồi. Bây giờ ta sang cái bài 9. Ta hôm nay sẽ là bài thiết kế form. Đây, thiết kế form. Được chưa? Nội dung bài online, các bạn chịu khó xem bài online giúp cô nữa, quên nữa, nhắc nữa. Đây, cái này là form này các bạn. Đây. Đây, thiết phải phải kế form. Thì cái này được gọi là form. Form nó thường chứa các cái này gọi là control, các điều khiển. Các điều khiển này giúp các bạn là nhận cái dữ liệu đầu vào. Ví dụ các bạn để nhập cái username password này, hay là đăng ký này, đăng nhập này, đổi mật khẩu này, rồi là các form mà liên hệ này, các form thêm sửa xóa, tất cả những form như vậy. Thì người ta dùng form ở trong HTML và tất cả các ngôn ngữ khác nó cũng vậy, được gọi là form. Thì những cái thành phần trong form như cái username nè, ABC nè, rồi dấu cái này nè, cái này là gọi là checkbox nè, đúng không ạ? Thì cái này được gọi là các control hay cái button này nè, thì được gọi là các control hay ta gọi là các cái điều khiển, được chưa ạ? Ok, thì để tạo form thì ta phải có một cái thẻ ngoài cùng gọi là thẻ form. Thẻ form thì có một số cái thuộc tính như sau. Thuộc tính thứ nhất là thuộc tính action. Action có nghĩa là sau này các bạn học á thì nó sẽ giúp các bạn, tức là gửi dữ liệu tới một cái địa chỉ nào đó, thì trong cái action này cái value của nó sẽ là một cái đường dẫn, một cái địa chỉ, đúng không? Method là phương thức gửi dữ liệu. Encrypt, encrypt là các bạn cái phương thức các bạn nén cái dữ liệu đi để gửi đi, cách thức các kiểu. Rồi có tên hay là có ID. Đó, input type là những cái này, là kiểu dữ liệu đầu vào. Đó, hay là text area. Đó. Text area là để các bạn nhận dữ liệu, mà các bạn nhận dữ liệu mà có text có thể enter xuống dòng. Select. Select thì có multi select để cho chọn cái select box, thì nó có CD demo. Đấy, những cái này thì đều gọi là các cái điều khiển. Được chưa? Ta gọi là các điều khiển control. Tiếng Anh gọi là control, các điều khiển. Đây là một đoạn code để hiển thị ra cái form bên này. Được chưa? Đấy. Cái username này thì nó nằm ở trong cái label xuống dòng. ABC này nó là input name ID. Đúng không ạ? Rồi BR xuống dòng, rồi password đây nằm trong label. Rồi path type password đây nó là cái dưới này. Đó, cái này là checkbox, type checkbox thì là nó chỗ remember me này nè. Thì cái này là checkbox. Ok. Đó, và button nè, type submit nè, login nè. Đó, còn cái gạch ngang này là thẻ HR. Ok. Đấy, thì các bạn hiển thị cái này ra được cái form bên này. Chưa ạ? Rồi. Đó. Action thì nó chính là cái file để xử lý cái phương thức gửi, phương thức để nén dữ liệu đi. Ok. Rồi. Đấy, các thẻ input thì có các cái đầu thẻ này giống nhau, input giống nhau. Nó chỉ khác là cái kiểu thôi, type.
Đó, nó có kiểu text nè, là nếu không nói gì thì nó cũng ngầm định kiểu text. Password nè, loại file này là có các bạn cho tròn file, checkbox radio này, hidden, hidden có nghĩa là ẩn, cái đối tượng đấy được ẩn ẩn đi, đúng không ạ? Rồi image là trên hình, button, submit, reset là cái nút, các cái nút, được chưa? Ok. Rồi, cái này là text area. Nó cho phép các bạn có nhiều dòng, có thể enter xuống dòng. À, text area. Đấy, tạo nhập nhiều dòng. Thế cái này row là số dòng, column là số cột. Được chưa? Đấy, thẻ select. Chọn như này. Select cái này đơn, select này là multi. Cho chọn nhiều. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Bây giờ các bạn, nhiệm vụ các bạn sẽ là tạo, giả sử ta tạo ra cái form như thế này. Tạo form như này. Được chưa? Tạo form như này. Ok. Cái này bữa trước làm như ta? Chưa làm đúng không? Rồi. Rồi. Phân nhóm. Tạo form. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn, có demo nè. Có demo xong cô sẽ giải thích nhá. Giải thích nha. Đây, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form. New file form .html. Đó. Rồi. Tiếp tục nhé. Rồi, HTML. Làm gì mà hết hồn? Tiếng gì? Im lặng, tôi dạy ông ơi. Rồi, cái này nha, các bạn tốt nhất là để trong cái deep để các bạn sau này định gì vì cho dễ ha. Đây, ô. Deep. Đây. Trong này các bạn để có cái thể form. Ok. Thì action này chưa dùng tới, hiện tại ta chưa dùng tới, cái kệ nó, đúng không ạ? Còn nếu không có cũng không sao. Không có thì nó sẽ ngầm định là action tính chính nó. Nó chỉ có thể form hoặc là có thuộc tính name, đặt tên cho thể form. À, ví dụ cái này là đăng ký thì đặt tên cho nó. Đặt gì cũng được, được chưa? Rồi, bây giờ nè. Để tạo thể form các bạn nè, cái này là để cái label nè. Họ tên, họ và tên label. Ok. Đây, label. Đó. Họ và tên. Ok. Rồi sau để các bạn xuống dòng. Nếu không xuống dòng thì các bạn để thẻ P nó cũng xuống. Để thẻ P nó cũng xuống. Đúng không ạ? Đây các bạn để cái thẻ P để cho nó xuống dòng. Chưa? Ok. Rồi có ai hỏi gì tôi không? Mà thấy tinh tình rồi. Các bạn hỏi gì các bạn la lên nhá. Ấy gì vậy? Gì vậy mấy đứa ơi? Mấy đứa nói gì la lớn lên. Đăng đúng rồi, đăng nhập. Login đúng rồi. Ok. Có ai vào mà chưa chưa điểm danh nhớ nói cô nha. Rồi tiếp nè.
Rồi bây giờ để thầy input nè. Đó. Thầy input nè. Thì cô cũng để trong thẻ P. Đấy. Là input type bằng text đúng không? Type bằng text. Rồi, label giới tính. Đấy, thẻ P. P. Rồi label. Rồi cái này các bạn đặt là giới tính 2 chấm cách. Rồi cái này các bạn để thẻ input là cái này là radio button. Radio button. Được chưa? Ok. Là input 2 chấm radio. Đúng không ạ? Radio button nam nữ. Nam. Rồi input radio. Rồi các bạn để là nữ. Rồi các bạn chạy thử nha. Đấy làm ở đâu chạy đến đó nha. Form cô đâu? Form demo đây. Đấy. À. Nó cách cách ra như vậy. Thì bây giờ các bạn muốn mà cái này nè, cái này nó ra ở giữa. Ra ở giữa. À, căn ra ở giữa thì các bạn có thể chỉnh như sau. Muốn nó ra ở giữa các bạn chỉnh chỗ này, style. Cái thẻ div các bạn đặt cái các bạn đặt style cho nó. Thì giả sử cái div này các bạn cô để là ID là myform chẳng hạn. Thì đây là em con các bạn để là myform. Đó, width. Thì các bạn để khoảng 300 pixel. Được chưa? Ok, căn giữa thì các bạn để sao? Đó, margin. Nó tự động nó căn giữa các bạn auto. Rồi chạy lại nhé. Đó, căn giữa chưa? Thì được nữa là cô để cái border để các bạn nhìn cho nó rõ. Border solid. Ok. F5. Ôi, 300 thì nó hơi nhỏ. Để khoảng 400. Được chưa? F5. Rồi, chờ cô xíu nha. Chờ cô xíu nha mấy đứa. Cái gì vậy? Khoan, lên kế hoạch cái đó. Mua gì? Thẻ đâu rồi? Đi rút tiền thôi, trả tiền cho anh. Hả? À, mua cái bánh kem. Ờ, ok. Về bánh kem nhà mình vui vẻ. Hả? Rút tiền đi, về công băng nè. Trời, rút 2 triệu gỡ mà hết rồi á, ghê không? Nè. Dây hấp với có gì nữa không? Có đồ cầu mấy món ngon ngon mua với ăn. Mua 2 cái bánh tráng. Cái gì? Cái bánh đa, một cái bánh đa nướng á, hai cái bánh đa hòn hòn, hòn nướng lên nè, cho ông Kiên đi cùng với. À, dê hấp nào rồi có món gì ngon, lẩu à, mua một cái lẩu đi thôi. À thôi rồi vú dê nướng hả, rồi món sau lăn có mấy món kia, mì xào nữa mua về ông Kiên ăn. Mì xào để cũng ngon mà. Có. Không phải pizza đâu. Mì xào. Ok, rồi trong tùy trong mua đi.
Đó, có dê hấp ngon, dê hấp nếu vậy thì mua nhiều món thì dê hấp lấy ít thôi. 5 nửa ký cho rẻ, nửa ký cả nhà ăn hết. Có xíu à? Hấp nói nó nếu mình lấy đưa mình có cái nồi hấp như chồng. Nồi hấp đồ đỏ đó. Hấp đã luôn, hấp ngon luôn á. Quẩy lên hả? Ngủ hết rồi hả? Ơi. Alo. Rồi. Tiếp nha. Đấy các bạn nhìn thấy là nó sẽ đẹp hơn nè các bạn. Đấy, nhìn ok đúng không? Bây giờ cô cho một dọc kích thước cái này nó giãn ra thì cô để như này nè. À thôi được rồi, để từ từ cô làm xong cô sẽ hướng dẫn các bạn định dùng set S với cái này nhá. Làm xong rồi đã. Rồi, tiếp. Label. Đến cái gì ạ? Đến hình ảnh nè. Cũng để trong label luôn ha. Đấy cho nên các bạn có thể copy nè. Copy cái này đưa xuống đây. Cái này các bạn thay bằng hình ảnh. Ok. Cái này là chọn hình. Choose file này các bạn chọn là kiểu của nó không phải là kiểu text mà kiểu nó là sẽ là file. Ok. Đấy chạy nhá. F5. Thấy chưa? Đấy nó sẽ là kiểu file. Rồi còn cái gì nữa? Quốc tịch. À quốc tịch thì cái này sẽ là một cái select box. Đúng ạ, select box. Đây. Đây các bạn để là quốc tịch. Chưa? Đấy, cái này thì không phải là input mà sẽ là một cái select box. Select. Ok. Trong select này thì nó sẽ có những cái dòng click chuột nó sổ xuống như United States rồi Việt Nam rồi các thứ ha. Như các bạn để thì nó chỉ là cái các cái option. Các cái option. Đó, ví dụ cái này là United States. Đó. Option tiếp. Đó, Việt Nam. À, Việt Nam. À, option. À, France. France. Đó, đây là Cambodia. Đó, ví dụ như vậy. Hay là Laos. Laos. Ví dụ như thế. Thì đó chính là ok, chạy thử nha. Ok, vào đây. United States, các bạn đưa vào đây. Đấy, các bạn chọn là Việt Nam. Đó, à, ok. Được chưa? Rồi, tiếp. À, sở thích thì ta có cái này là checkbox nè. Checkbox đúng không? Đây, sở thích. Đây. Đây, checkbox thì là ta sẽ là như này. Ta sẽ có nhiều cái checkbox. Đúng không ạ? Đây. Nó sẽ có là bốn cái thể thao du lịch âm nhạc ẩm thực, đúng không? Bốn cái. Ta sẽ làm bốn cái checkbox. Chưa? Input checkbox. Đây, ta đặt là thể thao rồi chỗ này các bạn à, tôi khỏi copy đi đó, cái này các bạn để là du lịch này là âm nhạc ẩm thực. Đây là ẩm thực.
Ok, đó, đây nha. F5. Đây. Ok. Tiếp, à cái ghi chú là cái cuối cùng ha. À chưa, cái ghi chú. Cái này các bạn để là ghi chú. Đấy, cái này không phải là input mà cái này phải là text area. Text area. Ok. Column và rows. Chạy ha. F5. Được chưa? Rồi. Rồi. Đến cái đăng ký, đăng nhập, đăng ký và nhập lại. Thì trên đó nó sẽ là thẻ HR. Được chưa? Rồi, cái này thẻ cũng thẻ P. À, ta để một thẻ P thôi. Đó, input type của ta sẽ có hai cái input mà text. Đúng không ạ? Là input cái này là button hay là ta để submit hay là hoặc là để button. Value là đăng ký. Đăng ký. Và một cái input tiếp. Nhập lại thì cô để kiểu là reset, có cái kiểu reset. Đúng không ạ? Nhập lại. Ok. Chạy nhé. F5. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ cô sẽ cho kích thước này, các bạn nhìn nhá. Cô sẽ để mấy cái input. Input. Cô định dạng cái input. Đó. Cho giống cái này. Để các bạn thấy cái này với cái này có kích thước nó bằng nhau. Cái này cũng kích thước bằng nhau. Được chưa? Thì ta để cái width. Cái width. Đó, viết bằng nhau. Vậy cái chỗ này ta sẽ đặt cái class. Ha, ta dùng cái set s nè. Đây, set s nè. Đây. Cách dùng set s như sau. Các bạn có thể đặt class là dễ nhất. Đúng không ạ? Class chấm, ví dụ như là input width đồ rộng. Ta đặt chung với nó là cái width. Ví dụ bằng là 400 pixel hoặc là 380 pixel như vậy. Thì cô sử dụng nó đây. Text này có thể class là input width. Như vậy. Chạy nha. F5. Thì cái này nó sẽ dài ra là như vậy, đúng không? Rồi, cái này tương tự như các bạn đặt cái class dành cho anh nào, dành cho anh này, tức là muốn đặt cái gì thì ta đặt cái đó thôi. À, ví dụ cái label này, select này và cái text area, ok, F5. Đấy, thì các bạn thấy là kích thước nó bằng nhau, được chưa? Ok, rồi, đó là cái thứ nhất nha, cách đặt thứ nhất nè. Cái chỗ này nè, chỗ gì á, chỗ border này cô bỏ đi nha. Các bạn nhìn cho đỡ xấu. Ok. Cô để cái border này bỏ đi. Chưa? F5. Ok chưa? Rồi. Các bạn thấy là cái chữ họ tên này nè. Họ tên nè, hình ảnh nè. Thấy chưa? Họ tên, hình ảnh, giới tính, tất cả những cái này nó cùng một kiểu chữ. Cùng một kiểu chữ đúng không? À thì tôi đặt cho class là text. Đúng không ạ? Text. Tôi đặt cho nó một class là text text style chẳng hạn, đúng không? Kiểu dáng cái text. Cô sẽ để trong tất cả những class này. Được chưa? Class text style. Ok. Rồi cô copy. Bây giờ text style cô để như thế này. Cái phông chữ của nó là phông phông variant small cap. Chạy thử nha. F5. Đấy, small cap là nó sẽ chữ hoa mà chữ nhỏ, đúng không ạ? Được chưa? Small cap. Ok. Và chữ nó hơi đậm. Chữ nó đậm thì ta để là phông weight. Weight để bold. Đúng không ạ?
F5. Chữ mà muốn bừ lên một xíu thì các bạn để là phông size, size để là 16 đi. Pixel có cái bừ quá không nha? Nếu bừ quá thì các bạn bỏ. Cô nhỏ xíu à? 18 pixel coi. F5. À, bừ gần xíu đúng không? 20 đi ha. 20. Ok. Được chưa? Ok chưa? Hơi bừ đúng không? Cô để cho các bạn nhìn cho rõ thôi. Đó, kiểu chữ là nó như vậy. Các bạn áp dụng cho tất cả những cái này. Bây giờ áp dụng cho tất cả những cái này. Thì bây giờ thế này, ta để class hết. 18 cho đẹp. Ta để class hết nha. À, cô copy class này, cô bỏ vô. À, tất cả những cái label là cô bỏ trong class này hết. Đúng không? Đấy, tất cả những cái label. Cứ label là tôi để trong class này hết. Label là để hết quốc tịch nè. Đúng không? Ok, label sở thích nè. Rồi label ghi chú nè. Ok. Rồi chạy F5 nè. Đó. À còn cái những cái này thì sao? Nam nữ nè, thể thao nè. Thì giờ làm thế nào được bây giờ? Nam nữ thể thao. Thì làm sao? À ta coi nha. Đây, chữ thể thao đây ta không có chỗ nào để ta để cái, ta không có chỗ nào để ta nhét được class vào. Đây, ví dụ như chữ nam, chữ nữ để đây là không được nha, để đây là không, nó không có đáp ứng nha, để trong này là không có áp dụng. Để trong này nó sẽ không áp dụng vào cái chữ nam nữ. Đúng không ạ? À, nó không áp dụng, không có được. Thì ta để ở đâu? Được chưa? À, bây giờ cách để nè. Nếu bạn nào có một bàn số bạn nghĩ là để cái thẻ P ở đây. À thì cái này có một nhược điểm là nếu như để thẻ P ở đây á thì nó sẽ bị xuống dòng. Nếu để thẻ P ở đây mà để nam nữ thì nó nhảy xuống dòng mất. À không được. Cho nên ta phải dùng cái thẻ gọi là thẻ trong dòng. Ta dùng cái thẻ gọi là thẻ span. Thẻ trong dòng. Thì khi để thẻ span thì các bạn thấy là nó sẽ không bị nhảy xuống. Đấy, nó không bị nhảy xuống. Và cô để cái class ở trong cái thẻ span này. Được chưa? F5. Thấy chữ nam đã áp dụng chưa? Đấy, giống cái đề không? Chữ nam N viết hoa. Đúng không ạ? Đấy. Tương tự với chữ nữ. Đúng không ạ? Span. Span. Đấy. Class. Ôi giời, mất công quá. Đây, cô để chữ nữ ở đây. Copy anh này, copy cả anh này, được chưa? Đấy, nam nữ, F5. Ok, rồi đến thể thao, du lịch, âm nhạc, ẩm thực nó cũng vậy. Ta đưa vào. Đấy. Ok. Đấy, thể thao, du lịch, âm nhạc, ẩm thực. Đấy. Ta copy vô thôi. Khỏi gõ thì cái gõ có thể nhanh hơn nữa. À, âm nhạc. Đấy, đưa vào đấy. Du lịch, thể thao. Ok. Rồi chạy lại nhá. F5. Ổn chưa? Ổn chưa? Rồi. Đấy, kiểu như vậy các bạn định dạng, có thể định dạng cho phong mình đẹp hơn. Thì định dạng những cái này chỉ dùng cái CSS thôi. Dùng CSS nha các bạn. Ok. Đấy. Cái HR này các bạn muốn thẳng hàng thì gác nữa, các bạn cũng để là 380-400 gì đó. Được chưa? Ok. Đấy, thì những cái này là button. Thì các bạn có thể là gì ạ? À, định dạng của nó thông qua CSS, được chưa? Định dạng cái form cho đẹp, CSS muốn định dạng như thế nào thì các bạn cứ áp dụng. Và cái class hay là ID hay là thẻ thì nó là
cái quan trọng, cái giúp các bạn có thể định dạng tốt, được chưa? Định dạng và áp dụng cái gì mình mong muốn, được chưa? Chưa? Rồi, thế đó là form. Đấy, cô đã hướng dẫn các bạn định dạng cái form. Còn cái khoảng cách giữa cái này các bạn có thể đặt khoảng cách cho nó, đúng không ạ? Đặt khoảng cách cho nó. Cái của cô nó hơi sát đúng không? Các bạn có thể đặt khoảng cách cho nó. Machine padding, à, cách đặt khoảng cách nè, chỉ luôn nhá. Đây. Đây các bạn đặt khoảng cách ha. Thì bây giờ các bạn thấy là mỗi cái phần tử này, một cái thể P, đâu, một cái thể P đấy, nó sẽ có khoảng cách giữa các cái thể P. À thì dễ thôi, bây giờ ta đặt cái thể P. Thể P các bạn để cái margin 10 pixel, à, các bạn sẽ nhìn thấy nè nha, còn đa, nó đang như này, cách cái nó sẽ giãn ra, thấy chưa? À, thì nó có ý nghĩa là như thế nào? Thì cái margin này là thế này, cái thẻ P nó sẽ bao quanh cái thẻ này. Thì margin nó là khoảng cách giữa cái thẻ P và những cái xung quanh, đúng không? Thì khi đấy thì nó sẽ đẩy, đấy, các bạn muốn giãn ít hơn thì đẩy 5, tại vì nào đẩy xuống để khoảng 5 pixel thôi, thì nó sẽ giãn vừa phải, ok? Ví dụ như vậy. Đây. À, đó. Thì muốn giãn, giãn thì có nhiều cách để giãn. Dùng margin hoặc padding. Đúng không ạ? Margin hoặc là padding. Chưa? Ok. Rồi, đó là form. Được chưa? Đó. À, thì ngoài ra các bạn có nhiều cái loại form khác, bắt đầu từ HTML5 thì có nhiều cái loại form khác. À, có nhiều cái input type khác được thêm vào. À, thì cái này các bạn sau này các sẽ được học một cái môn gọi là môn HTML5 và CSS3. Được chưa? HTML5. Thì bây giờ các bạn có thể chọn cái loại form có nhiều cái text khác ha, cô demo thêm. À, ví dụ như là cái ngày tháng, ví dụ các bạn muốn thêm cái ngày sinh. Ngày sinh input type, cô để cái này đi ha. Đó, Ctrl C, giới tính, cái này có thêm cái ngày sinh. Đây, ngày sinh, ngày sinh. Ok. Và class, đây các bạn nhìn cái text nha, cô vẫn class để width này, những cái type này nè, cô để sẽ là date, ngày sinh. Và các bạn chạy nhé. Cái date này là bắt đầu từ bản HTML5 mới có. F5 ngày sinh nè. Thì ở đây nó khi các bạn click chuột vào đây nó sẽ sổ ra cái picker, là nó cho các bạn phép chọn ngày. Chọn ngày. Đó, thì cái đấy là ngày sinh. Đó, hoặc thêm một số cái ví dụ như là ngày number, số. Số, vân vân. Nhiều kiểu lắm, các bạn có thể search, có thể kê xem. Em không quên cô ơi. Trời trời ghê vậy. Ngủ quên. Chán mấy lúc này ghê ta. Tôi dạy hay như vậy mà ngủ được hay quá à. Còn điểm danh được không cô? Điểm danh rồi. Ơi, fail luôn rồi. Đinh Tiên Phong hả? Dạ đúng rồi cô. Thế hả? Ok, để tôi điểm danh cho ông. Chán không người. Dạ. Ngủ quên. Ờ, hay quá. Đinh Tiên Phong nè. Dạ. Đó. Sung sướng ha. Tôi dày quá trời ông ngủ quên. Đó, ok, cập nhật. Rồi, cập nhật rồi. Đó, thì cái này là form ha các bạn đấy, có thể thêm ngay một số cái thuộc tính mới. Thì để biết những cái này các bạn có thể vào
W3 School, các bạn coi cho cô ha. Nhiều lắm, giảng không hết đâu. Đây, các bạn học HTML nè, CSS nè, Learn HTML, Learn CSS nè. Bấm vào Learn HTML, được chưa? Nó có cái chỗ cho các bạn học cái HTML5. Đây, HTML5 nè. Thì New Element nè, New Element thì các bạn vào đấy. Thẻ mới nè, Assign, rồi thuộc tính mới, New Element, Semantic, rồi ok. Rồi các bạn có những cái input type mới nè, có color nè, date nè, date time nè, date time local nè, email, email nó bắt lỗi email cho các bạn, number, range, search, tele, theo, số, điện thoại, time, đường dẫn, week, attribute mới là một số cái thuộc tính mới, cái này type, cái này thuộc tính khác. Đó, min, max, multi nhiều lắm. Đó, những cái mới các bạn có thể xem để demo, được chưa? Đấy, hình, có canvas, picture, SVG, SVG, có cái để nhúng này. Bữa trước có bạn nào bảo là nhúng, bây giờ nhúng nhạc vào thì ta dùng thẻ audio. Bây giờ cô làm một cái nhúng nhạc vào các bạn nghe nhé. Ví dụ nhạc thì có, ta dùng cô đào một cái nhạc về, nhạc là gì à? Zing hả? À không, nhạc của tôi đi, dễ đau, Zing cũng được. Đấy, sao em làm cái thẻ audio mà autoplay nó không có tự nhạc luôn? Có thể là em sai đấy. Bài ví dụ như là tôi yêu cô đơn đi, dành cho những bạn FA. Ủa bạn, bài này bài gì ta, cô không biết bài này luôn mới đó. Đời tôi cô đơn đi. Đời tôi ngày xưa hay, thời của cô hay hát bài đời tôi cô đơn. Đời tôi cô đơn. Đời tôi cô đơn phải để cho mấy cái ông mà nhạc xến đúng không hát. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Media. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở. Bài này, bài này bà hát mắc cười nhỉ. Rồi, cô sẽ thêm cái audio vô cho các bạn nha. Thế mỗi thẻ trên này đi ha. Đấy, các bạn dùng cái thẻ audio. Rồi các bạn đưa cái control vào. Nhưng mà trước khi đấy các bạn đưa cái đường dẫn vào đã, SRC. Các bạn vào media. Xẹt. Đấy, đời tôi cô đơn. Đấy, ok. Các bạn chạy nha. Cô để cái autoplay hư rồi. Từ từ. F5 nè. Được chưa? Nghe không? Ok. Rồi. Bây giờ autoplay nè. Đâu rồi? Autoplay nè. Play nè. Auto play nè. Được chưa? Chạy lại nha, F5 nè. Chạy không? Đấy, em bị vậy đó, nó đâu chạy luôn. Phải bật nó mới chạy. Khoan, từ từ, từ từ. Giả sử cô mở cái này, Ctrl C. Bình thường là nó chạy á nha. Cô mở trong cái này, Ctrl V, Chrome. Ok, rồi từ từ chờ.
không cái Firefox nó chặn cái chạy con cái trình duyệt nó chặn cái quyền tự động rồi. Đúng rồi, hình như nó chặn rồi đó. Nó chặn cái quyền đó. Nó chặn cái quyền đó. Coi nào. Cái này mở quyền nó thì mở đâu ta? Nó sẽ hỏi là bình thường nó sẽ hỏi quyền đúng không? Thì nó chặn đấy, nó chặn quyền đấy. Đây. MIP. Ủa? Không phải. Cái này có gì đây? Control cho music, video and more. Google. Nó chặn quyền đấy, chính xác đấy, nó chặn quyền đấy. Nó chặn quyền đấy, cho bình thường bây giờ bạn IE chẳng hạn nha, cô mở trên IE nha. Internet Explorer ha. Đấy. Ask me later. Ok. Đấy. C V. Thằng ai ơ nó có chẳng đâu. Hello nè. Đây đâu nó bảo nè. Hello. Đấy thằng này thì ok. Đấy ok, nó chẳng quyền á. Rồi bỏ đi. Đấy thì nó bật ra thông báo, các bạn phải cho phép thì nó mới show được cái nội dung đấy. Tức là các cái tool bây giờ nó chặn lý do là như này. Ví dụ như các bạn mà các bạn thử vào cái Facebook để coi. Nếu như các bạn mà cái gì cũng autoplay cho nó autoplay thì nó cái gì nó cũng mở hết. Đúng không? Đấy thì khi các bạn vô nó sẽ hỏi, tức là có một số tình huống là các bạn vô nó không thấy không chạy. Các bạn bấm mới chạy. Đây, hoặc là một số tình huống là các bạn vô là nó chạy luôn đi cả đấy, như là các bạn có cái set cái quyền gì đó. Đó, thì nó cho phép chạy mở cái thì chạy luôn. Đấy. Và nhiều bạn là đang mở lướt Facebook cái đang lướt qua nó cũng chạy, hiểu không? Lướt đâu nó chạy đấy. Thì cái đấy nó cũng bất cập. Ha. Rồi, vậy đã hiểu vì sao mà nó chặn rồi đúng không? Rồi cái này nữa là lặp. Cho phép lặp nó là gì đấy ạ? À, lặp là loop. Lúc đây cho phép nó lặp, tức là khi chạy thì nó từ đầu nó lặp, nó các bạn nó không dừng mà nó lặp. Ok, giả sử cô chạy nhá, đây chạy gần hết. Tôi không hề trách đời. Các bạn dùng cái lặp lúc để lặp vậy thôi. À, là dùng cái audio. Ok. À, một số cái thư thẻ mới. À nếu các bạn muốn muốn nó là background nhạc nền. À nó chặn mất cái autoplay nhạc nền thì khi chạy thì các bạn bỏ cái control đi. Bỏ control đi. Thì nó sẽ thành cái nhạc nền đó. Nhưng mà cái này mà ẩn cái autoplay, nó mà không hỏi, không cho các bạn bật lên á, thì hơi bị khó ha. Tức là nó phải cho phép các bạn bật cái autoplay lên thì nó sẽ thành cái nhạc nền. Nhưng mà phải có cái chỗ set quyền ở đâu đây nè. Hiểu không ạ? Đấy. Thì các bạn kiếm cho cô cái chỗ cái set quyền á, để cho nó, để nó nhập. Hiểu không? Kiểu xét quyền để cho nó vậy, xét cái quyền cho nó tự động. Đấy, bây giờ cái này cũng khó, cho nó làm cái nhạc nền. Thực ra giờ chả ai làm nhạc nền. Cái nhạc nền nó xến xuống, nhức đầu. Được chưa? Rồi tiếp. Đấy, thế là đó hết. Đó là cách các bạn học cái phần. Đấy. Đây, một. Đâu rồi? Đây thảo luận tiếp ha, là cái phần xong cái phần này thì bây giờ đến cái bài 2 thì các bạn thiết kế các cái form có đẹp ha, thân thiện với người dùng, tức là friendly á, đúng không, user friendly á.
thì ta có cái button nè, có fill set nè, label vân vân, rồi các thuộc tính mới, thì cái này nó sẽ nằm trong cái bài tiếp theo, bài 2. Thì cái bài này là giúp các bạn làm việc với form, form ở trong cái HTML, thì làm cái form liên hệ các thứ đó trong cái bài assignment nhá. Rồi đấy, làm các form đăng ký đăng nhập nó đẹp hơn. Để dùng cái fill set, fill set để các bạn làm cái dùng cái border thử làm cho nó đẹp, thiết kế form có hướng dẫn hết các bạn nhá. Cô chủ yếu là đọc, các bạn xem cái bài online giúp cô. Ok rồi, cô sẽ hướng dẫn cái phần là assignment tiếp theo. Assignment tiếp theo thì assignment tiếp theo các bạn làm cho cô cái các cái trang tiếp, các cái trang tiếp. Đúng. À khoan, trước khi vào assignment thì cô check ở lab đã, không lại quên lab. Yeah, lab ở dưới này, lab 9, thiết kế form. Ta làm cái form này đăng nhập quá dễ. Đúng không? Form đăng ký giống cái bài khi nãy cô vừa làm đấy. Đó, đăng ký dễ quá, làm xong hết rồi đâu. Rồi về nhà học thêm cái bài 10 cho cô để buổi sau chúng ta học tiếp ha. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn tiếp cái assignment. Assignment desktop. Bài đấy ta sẽ có nè, trang chủ, trang giới thiệu, tin tức sản phẩm, đúng không? Đây cô sẽ lấy một bài assignment mẫu của các bạn nhé. Cô xuống cô coi bạn nào nộp bài mà tự tin là bài mình đẹp không. Alo alo alo, dùng được không? Các bạn lớp trưởng cô ơi. Mấy đứa chôn lớp trưởng hả? Đấy cô lớp trưởng đi cô. Hay quá. Ai có ý kiến lấy cô lớp trưởng nào? Lớp trưởng làm đẹp quá mà. Ai ai nói vậy? Ai vừa nói lớp trưởng làm đẹp? Làm đẹp lắm cô ơi. Ai nói? Em là ai? Đình Huy đúng không? Đình Huy. Rồi lấy à, lấy bài của Đình Huy. Cái gì cũng có giá của nó Huy ạ. Huy hiểu không? Cái gì cũng có giá của nó. Ủa, bài cũng ngăn lớp trưởng đề mà cô. Cô sẽ lấy bài em trước xong lấy bài Ngân. Bài em xấu ồn mà. Cái tôi chỉ điểm người khác. Rồi lớp mình web 103. Ok đây assignment. Rồi, submit and grade. Giai đoạn 1.
Đình Huy. Đây. À. I'm Sonic. A little blue ball of super energy in an extremely handsome package. And in order to save my planet, I'm Sonic. A little blue ball of super energy in an extremely handsome package. And in order to save my planet, I had to come to yours. Where am I? What year is it? Is the Rock president? 20 minutes ago, an energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. Who's there? Why are you hiding out in my garage? The entire military is after me. Good morning, my rural chum. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Đây. Don't hurt him. Đây. Đó. Awesome. Rồi. Road trip. Làm được một trang kìa. What's happening to me? We can lay low here for a while. So what are we gonna do now? Whoa. Let me show you how it's done. Ok. Rồi, check bài Bình Huy cái nha. Đẹp dữ ta. Bài nó kiểu đẹp hơn cô ơi. Cái hình gớm quá à. Kiểu cái hình nào nó đỡ hơn không này. Nhìn nào. Cái dưới này nó bị dư một miếng màu trắng nè. Ok. Cái nội dung của công ty bất động sản này nó dư một miếng ở khúc màu cam nè. Một lần nó cắn giữa hoặc nó lên phía trên này nè, không cân đối nè, dư miếng nè. À, giới thiệu họ chưa có gì, cũng focus trang chủ. Ok. Tin tức hả? Động sản Holy Land. Kiếm cái hình nào nó đẹp đẹp. Ông tách cái này ra đi. Cái này các bạn để làm background thôi, đừng có lấy cái hình này. Cái này nó là cái logo của người ta nè, cái chữ nè. Cái này em hoàn toàn có thể làm bằng text, giống như cô làm hôm bữa. Thay vì em để một cái hình như này, cái hình nó không có sắc nét gớm lắm. Cái này cô có thể sửa cho em một phát thôi, nó đẹp ngay. Em lên cái Holy Land em đào cái này về, để logo riêng, đừng có chụp hình cái này, được chưa? Rồi thứ hai nữa có cái lỗi nè. Cuồn nè. Thấy chưa? Ok. Đấy, không ai để web người ta không để cái này. Để kích thước làm sao là không có cuồn này. Được chưa? Ok. Ok, rồi bây giờ các bạn làm thêm cái trang giới thiệu nữa. Các bạn tạo thêm một trang mới. Giờ giới thiệu, click chuột vào đây. Đấy, cô sẽ coi cái code của bạn nha. Các bạn đừng ngại cái của mình xấu. Cái các bạn xấu thì cô sẽ góp ý cho các bạn để các bạn làm đẹp hơn, chứ không có gì đâu. Đấy. À, ví dụ như cái này của bạn. Đây. Đấy, à. Đấy. Đây nha, cô nhìn cái này là bạn làm rất ok ở chỗ này này, bạn đúng làm struct cũng làm content giống như vậy ha. Đấy. Cái menu. Đấy, href trang chủ. Thì bây giờ các bạn vào cái trang giới thiệu, các bạn tạo một cái trang mới.
Các bạn tạo một trang mới. Yeah. New file. Đặt tên là giới thiệu. .html. Được chưa? Ok. Đó. Thì cách làm như thế này rất dễ thôi. Em copy Ctrl A. Ctrl A, Ctrl C. Vào giới thiệu này các bạn cũng Ctrl A, Ctrl V. Ctrl V. Sao nó nhảy giá màn vậy trời. Đó. Đây. Và em sửa lại cái đường link cho cô như này. Trang này các bạn nhảy tới cái trang là giới thiệu .html. Còn trang chủ nó sẽ là ra cái gì? Trang chủ nó sẽ ra là assignment1.html. Đấy, em copy hai cái này ngược lại vào cái trang giới thiệu. Em copy ngược lại với hai cái trang giới thiệu. Được chưa? Đấy. Copy ngược lại chỗ này. Đấy, Ctrl V. Đấy. Ok, chạy nha. F5. Đấy, đang ở trang chủ các bạn vào giới thiệu, nó sẽ nhảy trang giới thiệu. Trang chủ nó sẽ sang trang giới thiệu. Thì sửa trang giới thiệu em sửa cái nội dung này. Sửa cái nội dung thôi. Cái dưới để nguyên, cái trên để nguyên, sửa mỗi cái nội dung thôi. Và sửa luôn cho cô khi cái này là trang giới thiệu thì chỗ này nó sẽ đổi cái màu là trang giới thiệu. Cô sẽ đổi cho các bạn coi ha, vì cô đang ở trang giới thiệu. Thì cái set S, cái giới thiệu này nè, cái LIA này nè, nó sẽ đổi màu, đúng không? À, và cái nội dung quan trọng, cái nội dung này nè, để cái chữ tải xuống thì ghê không? Đấy, căn chỉnh lại cho đẹp nhé. Đây, content nè, cái div nè. Sao cái div content của ID của em lại đóng ở đây rồi? Đóng ở đây là không đúng rồi nha. Cái div content của em mà đóng ở ngay đây là không đúng rồi nè. Đây, div mở mà đóng luôn đấy thì còn gì nói nữa. Đóng cái div content lại. Đây. Đó. Đóng cái div. Không biết mở đóng ở đâu nữa, em bị nhầm. Xóa chỗ này đi. Chạy lại ha, F5. Ồ, nó đẩy cái này lên hả? Sao xấu dữ vậy trời. Ok. Cái hình nó bự quá em bỏ cái phần content luôn cô. Là sao? Ý là cái hình nó bự, cái phần banner nó hơi bự. Em bỏ content, em dùng cái inner content thôi. Kỳ cục này, em làm như vậy không được ạ. Làm như vậy cái code của em nó không có chắc chắn đó. Cái hình này nó bự quá gì? Dạ. Hình này đâu có bự. Hình gốc của nó có bự không? Có coi hình gốc của nó nào. Để cái tên hình nó kêu. Hình này mà nếu tính ra thì đó là tại vì em đặt cho nó bự thôi chứ nó đâu có bự đúng không? Dạ. Để nó căn chỉnh thì vậy đâu có được. Cái hình của em, cô sẽ coi cái set S của em nhá, cô hướng dẫn thế nè. Content nè. Cái hình của em đâu? Set S là những hình đâu? Banner hình hả? Dạ. Em để gì giữ nhỉ? 1350. Để kích thước nó vừa quá, hay 250 pixel. Thì cái div mà bao nó là cái banner á, thì em cũng phải để cái kích thước này. Cái div bao nó, cái struct banner đâu. Đấy. Thì em đừng có để cái width 100, em để cái banner là nó phải vừa với cái bằng cái hình. Đó. Chạy lại nhá. Thấy nó đẩy xuống chưa? Dạ. Rồi còn cái này nó bị đẩy lên là do thiếu cái thẻ div nè.
Rồi bây giờ cô phải assignment cô phải check lại nè. Đây, cái deep này là deep top hat. Cái deep không biết là cái deep ngoài ba của em là deep gì nữa. Wrapper là cái ba ngoài cùng mà, sao lại đóng cái wrapper lại rồi. Đấy, em làm rất là lộn xộn nè. Bỏ cái wrapper này nè. Cái deep này là cô không biết là deep gì, bỏ luôn nè. Rồi, deep này là top hat nè. Được chưa? Đấy, inner top hat nè, deep này là icon nè. Image deep box nè, content nè. Đấy, deep nè. Cái này động này là động của cái deep này nè. Động này deep này nè. Đúng không? Đúng hơn là các bạn format lại á, nó mới chạy ra ok là được rồi. Rồi khoan. Rồi, cái ULLI là của cái gì? UL này là trang chủ. Đây, cái này là của à, cũng của trong cái top hat luôn đúng không? Dạ, top hat luôn. Rồi. Nhìn nha. Thẻ deep này là của cái top hat nè. Được chưa? Nó đóng top hat lại nè. Inner top hat nè. Cái deep này là đóng của top hat nè. Được chưa? Ok. Rồi. Đấy, bây giờ cái wrapper. Bây giờ mà đóng cái này nữa là em đóng luôn cái wrapper đó. Hiểu ý không? Dạ. Là chỗ đóng này sai, chỗ đóng này cũng sai luôn, tức là dư cái thẻ deep đóng. Ok chưa? Dạ. Rồi tiếp nè. Đấy, dư lên nó ráng có đúng đâu, các bạn phải làm đúng. Cái deep này là deep banner. Ok, là đúng nè. Được chưa? Ok. Rồi đóng banner nè, deep này là content nè. Rồi, cái này là inner content nè. ULLI nè. ULLI. ULLI. Khiếp dùng ULLI quá trời vậy. Rồi. Ok. Rồi. ULLI. Rồi đóng UL. Ok. Được chưa? Rồi đóng thẻ deep này. Thẻ deep này là đóng của cái gì? Đóng của inner content. Đúng rồi, thì thẻ deep này sẽ là đóng của content đúng không? Rồi thẻ deep này là đóng của footer. Ok. Deep này đóng của footer left. Chưa? Đấy, đóng của footer left đây. Footer right. Đấy, cũng ok đấy, cũng gần đúng đấy. Đấy, thì đóng thẻ P. Cốt hơi lồn xồn thôi. Đóng thẻ P. Thẻ P ghi rõ nguồn, ok. Đóng deep này là của footer right. Đóng cái deep của footer. Đấy, thấy không? Thiếu cái deep của footer đúng không? Đấy, thiếu cái deep của footer. Ok. Đấy, deep footer. Và cái này nè, là deep của cái wrapper. Wrapper. Đúng chưa? Yeah. Ok. Rồi, deep của wrapper. Ok. Rồi, chạy lại nha. Rồi. Khoan. Em đặt cái gì? Nó lại nổi trôi cái này lên. Từ từ nha. Rồi, xong rồi. Bây giờ cô mới coi set S nè. Coi CSS cái structure của em. Wrapper, width. Đây, các em đã đặt cái width của em 1350. Đặt chi đặt bừ dữ. Đúng không? Thì cái này cũng là đặt là width 1350 luôn. Hay em để auto là đúng rồi. 1350 hay auto. Ok. Top hat. Top hat width 100% đồng ý hay color inner top hat 95 ok. Banner là 1350. Ok, inner inner banner em không có inner banner. Cô nhớ không nhầm thì cái banner của em không có inner banner. Đúng rồi, không có inner banner. Đúng chưa? Dạ. Ừ, đấy. Vậy thôi. Cho nên chỗ này có thể bỏ. Ok.
Rồi content cũng để là 100% được rồi. À content em cũng để hay. Em để hay cho nên nó đẩy lên này. Cái content thì em để là hay auto. Thì nó tự động nó đẩy xuống. Đây, sai là sai chỗ này. Nhìn nào, F5. Thấy chưa? Thấy đẩy xuống chưa? Ok. Rồi, còn vẫn còn sai nữa nè. Inner content cũng không để luôn. Cũng để hay auto luôn. Nếu em muốn để inner content, hình như em không có inner content. Có không? Có. Thì cái này em để cũng hay auto luôn. Đây, F5. Thì mấy khoảng bị trống nó bị đây nè. Thấy chưa? Mấy khoảng trống này nó mất rồi. Rồi còn thiếu cái gì nữa nè. Footer đến hay 200. À, footer left 800 pixel. Width footer right 200 pixel. Rồi. Em đang bị cái gì đây này? Mà để cái màu cam. Orange footer để hay 200 màu cam mà float left float right. Đấy, cái này là đang bị dư. Đang bị dư cái khúc này. Một đống này. Thì có thể em đặt cái hay của thằng nào đó. Cái hay. Hay wrapper là auto rồi nè. À. Em đặt hay ở đâu mà nó đẩy dữ dằn vậy? Hay auto 30 30, cái này không quan trọng. Hay 200 ok, content auto. Hay footer hay 200 thì nó không có nhiều. Rồi ta xem cái content của em nè, có bị cái gì không? Đây, hay image là ok. Inner content. Oh. Image hình hay 150. Okay. Inner top head hay. Inner top head hay. Banner hay. Hay. Wow. Vậy tại sao dư một miếng? À. À, đăng ký nè. With banner image cái footer. À, footer em để padding 100 pixel để giá man nhỉ? Top, padding top là 100 pixel. Bởi vậy. Gì kỳ vậy không? Padding bottom để gì 100 pixel lên? Right cũng vậy. Giá man gì trời. À, bởi vậy. Tôi là không phải tại sao mà nó đầy dữ dằn. Nhìn xuống nè. Hết chưa? Hết chưa? Rồi, tôi chỉ nó lỗi nè. Nhìn nè. Cái này em float left. Float left. Cho nên là nó em thả nổi. Thả nổi thì anh này nó cũng bị thả nổi theo, cho nên nó sẽ đẩy xem biến đi phải. Cứ anh nào mà dư thì nó thả nổi lên. Cho nên muốn nó nằm ở phía dưới cái hình á thì em cái footer em phải để clear bot. Nhìn nha, là chống thả nổi. Float là thả nổi thì clear là chống thả nổi. Cho nên là trong cái phần mà footer, footer em chỉ cần em để cho cô một cái thuộc tính là clear bot thôi. Clear bot thôi thì nó sẽ đẩy xuống. Thấy chưa? Ok chưa? À, ngon lành chưa? Rồi còn cái này muốn thẳng hàng thì các bạn để nó inner mà để 95% cho 500 thôi. Đây, nên để inner. Được chưa? Ok. Rồi. Ctrl A, Ctrl C copy lại cho áo vào cái này. Assignment, Ctrl A, Ctrl C copy lại cho giới thiệu, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S chạy nhá, F5. Được chưa? Ngon lành, giới thiệu chạy không nhúc nhích. Cái này muốn đấy thì các bạn để cái margin này em. Để cái margin top á là nó đẩy xuống ha. Ok. Nhưng mà đừng để cái background màu xám này. Background để màu xám ghê quá. Để màu trắng được rồi. Các bạn không cần, tại vì những cái màu này nó gạch các bạn nội dung á. Các bạn để background màu trắng đi. Rồi bây giờ nè, cái phần giới thiệu cô đổi cái phần content. Đây. Đổi thôi. Cái phần cái này các bạn để là
nội dung giới thiệu vào đây. H1 giới thiệu. Đây trả lại nha, nhìn nào. Giới thiệu, trang chủ, giới thiệu, trang chủ. Ok chưa? Đổi cái nội dung nó sẽ ra. Được chưa? Dạ. Các trang khác làm tương tự. Hiểu không? Dạ. Đấy, ok vậy thôi. Được. Rồi các bạn rồi, ok. Vậy thôi. Rồi, đấy là hướng dẫn làm assignment nhá. Các bạn về sửa lại đi. Bạn nào mà gặp lỗi hay chưa vấn đi gì cả thì có thể hỏi cô. Cô sẽ hướng dẫn nhá. Đấy. Rồi, cô sẽ nén lại, cô gửi bài này lại cho em. À. Hoặc là em muốn sửa thôi cô. Thôi tốt nhất sửa đi, cô tại cái này cô quay clip. Sửa không được thì cô sẽ nén lại, cô gửi lại cho. Được chưa? Dạ. À, rồi. Rồi cô tắt cái clip lại nhá.